Alo, chào mọi người nha. Hôm nay là đi khoan cái giếng để tiếp địa chống sét nè, chống giật luôn nè, tiếp địa chống sét chống giật. Đó thì khoan là khoảng 40 mét khoan, dây động là dây động trần, đồng là dây đồng trần nè, dây đồng trần 70 mm. À, nối với cọc ngọc đồng phi 16. 70 mm nối với cọc đồng phi 16. Cái chiều sâu mình đóng xuống là khoảng 40 mét. 40 mét độ sâu của giếng. Đảm bảo ra là 0.5 ohm thôi nè mọi người. Ủa, lụi ở đây luôn hả? Phần khoan gần có motor, giảm tốc, bánh nhân, motor giảm tốc với bánh nhân, khoan mũi 49 hoặc là 60 tùy ý mình. Xuống không anh? Nối quãng thứ hai rồi hả? Hay là mở ống đầu tiên à? Hả? Đó, lỗ khoảng á. Bộ phận khoan như thế này nè. Lô điện chạy một pha hết luôn. Cái này giống một cái bộ đồ của xe hơi quá ha. Bộ đồ xe hơi mình chế qua nè, không? Cắt lô điện của mấy ông thợ giếng này dính đất lên đồ đầy hết luôn. Mở lên, mở con tắt lên. Nó quạt lên cho mát hay gì? Đó, bộ đồ nghề của khoan giếng nè. Mấy ông quan khoan nè. Nó không xuống hay gì vậy ta? Hả? Kỳ ta. Nó không xuống phải không? Hình như trúng cái cục gạch hay gì vậy đó không trợ. Cái đầu tiên mà không xuống là chết mẹ đã. Trời ơi, đồ má thêm lớp bê tông nữa má ơi. Giận hả không? Giận gì má? Nguyên cái nền bê tông luôn mà đồ má kêu giận cái gì? Nền cháu bao nhiêu nữa? Cái này nó 3 lớp luôn hả anh? Rồi xong. Đồ ngựa chết rồi. Rồi sao khoan ta? Khoan ra sau được không? Ở đâu vậy? Ba lớp à. Mày giống gì? Rồi, cảm ơn mọi người đăng ký nha.